hồng, 24 mảnh ghép màu vàng, 48 mảnh ghép màu xanh, 96 mảnh ghép màu đỏ. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm chi tiết nhé. Chúng ta bắt đầu phần đầu. Phần đầu gồm 12 hàng, mỗi hàng gồm 28 mảnh ghép xuôi. Màu hồng hết nha các bạn. Lớp thứ nhất. Lớp thứ nhất, lớp thứ hai, lớp thứ ba, chúng ta ghép một lượt 3 lớp luôn. Chúng ta đã được 3 lớp trắng tương tự đến lớp thứ 12. Chúng ta đã xong phần đầu, phần chỉnh lại, tạo độ cong. Kế đến chúng ta làm phần thân. Phần thân gồm có 12 hàng, mỗi hàng có 24 mảnh ghép. Lớp thứ nhất đến lớp thứ năm, chúng ta ghép màu hồng. Chúng ta cũng ghép 3 lớp một lần.
chúng ta đang tiếp tục lớp thứ tư, lớp thứ năm. Thứ sáu, chúng ta gắn 24 mảnh màu vàng. Lớp 7, 8, 24 mảnh màu đỏ. Lớp 9, 10, 24 mảnh màu xanh. Lớp 10, 1 và 12, 24 mảnh màu đỏ. Chúng ta sang phần thân. Tiếp tục chúng ta làm hai cái tay, hai cái lỗ tay gồm có 13 hàng. Hàng thứ nhất 6 mảnh, hàng thứ hai 5 mảnh. Hàng thứ ba 6 mảnh. Hàng thứ tư 5 mảnh. Hàng thứ năm 4 mảnh. Hàng thứ sáu 5 mảnh. Hàng thứ bảy 4 mảnh. Hàng thứ tám 5 mảnh. Hàng thứ chín 4 mảnh. Hàng thứ 10 5 mảnh. Hàng 11 4 mảnh. Hàng 12 3 mảnh. Và hàng thứ 13 2 mảnh. Chúng ta đã xong một cái tay. Chúng ta làm thêm một cái như vậy nữa. Chúng ta đã xong hai cái lỗ tay. Đầu tiên chúng ta sẽ làm một cái mũi và hai con mắt cho thỏ.
ta đã có một con thỏ xinh xắn.